nay chúng ta học bài tiếp theo ha, của cái môn bài Thiên Java 1. Hôm nay chúng ta sẽ học về những cái control, những cái component khác ha. Bữa trước chúng ta đã học những cái component nào nè? Bữa trước chúng ta đã học về component gì? G menu đúng không? Hệ thống menu rồi gì nữa? File tool đúng không? Rồi gì nữa? Toolbar đúng không? Thì hôm nay chúng ta học những cái component nữa, nó có giúp ích cho chúng ta sau này làm những cái chương trình hay là làm những cái đồ án mà sắp tới sim 2 này chúng ta sẽ làm, đó là Z-Color Chooser, tức là chọn màu, giống như hộp thoại để chọn màu á ha. Z-List, Color Box, Table Tree, Tab Band hay là Split Band ha. Hôm nay chúng ta sẽ học những cái component này. Component thứ nhất mà chúng ta học đó là Z-Color Chooser, tức là nó xuất hiện một hộp thoại và chúng ta phải chọn màu trên đó ha. Về cái phần màu á, thì chúng ta sẽ có một số cách như là chọn những màu có sẵn từ trên một cái lưới màu này, được không? Chúng ta chọn màu bằng cách là chúng ta nhìn ha. Ở đây nếu mà lập trình viên mà bị mù màu đỏ là không biết màu đỏ đâu hết. Chúng ta có cách thứ hai là chúng ta chọn màu phối màu giữa một số cái màu chuẩn ha. Và cách thứ ba là chúng ta phối màu dựa vào cái giá trị. Thì các bạn biết là bất kỳ một cái màu sắc nào cũng được tạo nên bởi ba màu, được không? Đó là cái màu gì? Đỏ, xanh, xanh lá cây ha, và xanh dương. Bất kỳ một cái màu nào cũng được phối bởi ba màu này hết, được không? Và cái giá trị màu, mỗi cái giá trị màu nó đi từ 0 đến 255, được không? Và tôi nhớ không nhầm là nếu mà ba giá trị mà đỏ xanh xanh này mà nó là 0 hết thì như nó ra màu đen, màu đen hay màu trắng gì đó. Nhưng mà còn những cái màu vàng nó có những cái giá trị tương ứng như thế nào thì chúng ta thật sự chúng ta không có nhớ nổi ha. Thì thông thường là chọn màu trên đây ha. Mình chọn màu trên đây. Thì để tạo ra cái hộp thoại màu này thì chúng ta dùng cái constructor Z-Color Chooser, hoặc là có một cái constructor thứ hai là lấy một cái tham số là color, tức là cái màu mặc định là cái màu gì, đúng không? Khi hộp thoại này hiện lên thì cái màu mặc định bạn muốn là màu gì ha. Rồi, giới thiệu cho các bạn cái lát là lát color. Lát color để chứa một cái màu ha, để chứa một cái màu được tạo bởi ba màu, đó là đỏ, xanh dương và xanh lá cây ha. Đó. Đây thì các bạn đố các bạn biết cái này là màu gì đó ha. Đỏ là 25 ha. Rồi sau đó chúng ta add ha. Chúng ta add cái component này vào trong bất kỳ một cái container nào ha. Là chúng ta dùng cái phương thức add, thì cái này quá quen thuộc rồi. Đây ví dụ chúng ta có cái G-frame ha, và cái G-frame của chúng ta có một cái component là Z-Color Chooser, tức là chọn một cái màu. Sự kiện thì các bạn biết là nó sẽ có sự kiện là Color Select Model ha. Cái sự kiện này á thì cái phương thức nó có cái phương thức, cái sự kiện này có phương thức là Get Select Model, dùng để trả vào cái đối tượng màu ha. Và sự kiện Change Listener, tức là sự kiện này thay đổi. Sự kiện này nó sẽ được kích hoạt khi chúng ta thay đổi cái cách chúng ta chọn màu, chúng ta thay đổi cái giá trị màu Và cái phương thức stay change là cái phương thức mà thực thi cái sự kiện change listener, tức là cái phương thức stay change này sẽ kết hợp với lại cái đối tượng change listener khi mà người dùng họ thay đổi cái trạng thái màu. Rồi khi chúng ta chọn màu thì chúng ta sẽ lấy được cái màu mà chúng ta chọn thông qua cái phương thức là get color, hoặc là chúng ta muốn set color một cái màu nào đó cho một cái hộp thoại ha. Show dialog là hiển thị cái hộp thoại đó, hiển thị cái hộp thoại chọn màu đó ha. Rồi các bạn mở NetBeans lên, tôi sẽ demo cho các bạn cái về cái phần hiển thị cái hộp thoại để chọn màu, Z-Color Choose.
Đầu tiên các bạn hãy tạo cho thầy một cái project, các bạn đặt tên là My Z Color Choose. Tạo project, đặt cái tên project My Z Color Choose. Rồi. Cái lát này là My Z Color Chooser, là cái lát này tự động tạo ra đúng không? Các bạn tạo cho thầy thêm một cái lát đó là tên là Men. Rồi, trong cái lát men này chúng ta viết những cái dòng code như sau. Thứ nhất là phải kế thừa từ cái gframe đúng không? Phải kế thừa, cái lát men phải kế thừa từ gframe ha. Sau đó chúng ta tạo ra nút nhấn ha. Tạo một nút nhấn. Có cái tên là set background. Set background. Chúng ta có một cái men. Men là gì các bạn? Là một cái container đúng không? Tạo một cái container, tạo một cái container, là một cái gben, rồi cái này là tạo sự kiện cho nút nhấn, tạo sự kiện cho nút nhấn ha. Thì cái nút nhấn của mình đặt tên là đối tượng là btn đúng không, btn add một cái action listener, tức là một cái sự kiện, nó lắng nghe một cái sự kiện ha. Sự kiện đó là sự kiện click action vào form. Thì khi cái nút nhấn này được nhấn vào thì các bạn thấy là tôi sẽ hiển thị một cái gì, tạo một cái hộp thoại chọn màu đúng không? Đó, tôi sẽ hiển thị một cái hộp thoại chọn màu. Tạo. Còn này là gì? Hiển thị hộp thoại chọn màu đúng không? Hiển thị hộp thoại chọn màu. Ủa chọn màu xong rồi làm cái gì? Chọn được cái màu mà mình thích rồi làm cái gì nữa? Mình thiết lập cái màu nền của cái container đúng không? Đúng không? Cái màu nền của cái panel á. Đây. Cài cái màu nền cho panel, đó là chúng ta dùng hàm mà set gì, set background, và cái C này chính là cái màu mà chúng ta đã chọn từ cái hộp thoại. Rồi, ok. Bạn biết tới đây chưa? Rồi, sau đó chúng ta add tất cả các component này vào trong cái frame của mình. Rồi, chúng ta qua hàm gì? Hàm main đúng không? Chúng ta qua hàm main, chúng ta tạo cái đối tượng main. Sau đó chúng ta chạy lên thì các bạn thấy là chúng ta có một cái hộp thoại. Chúng ta có một nút nhấn sẽ ra đúng không? Đúng không? Chúng ta nhấn cái nút nhấn thì nó hiện lên hộp thoại chọn màu đúng không? Ok, chúng ta chọn màu đỏ cho nó nổi ha, và chúng ta nhấn ok đúng không? Thì cái band này nó xuất hiện ra là màu màu đỏ đúng không? Chúng ta chọn màu khác ha, để chọn màu vàng. Ok. Sẽ ra cái màu. Được không? Đó là cái phần minh họa cái chương trình của mình ha. Rồi.
Rồi chúng ta tiếp ha. Chúng ta qua một cái component thứ hai, đó là cái zilis. Thì các bạn biết này, zilis là nó chứa một tập các cái item. Thì item chính là những cái nội dung, những cái hạng mục bên trong cái zilis. Thì các bạn thấy cái zilis này nó có những item nào nè, như là file, for này, rồi 14, 19 này, các bạn thấy không? Item của nó là dạng kiểu gì? Kiểu tag đúng không? Kiểu chuỗi thôi đúng không? Thì một cái zilis là một cái control, mà một cái component mà nó cho phép hiển thị nhiều cái item ha, lưu trữ nhiều cái item trong đây. Thì nó có thể là có một cột hoặc là nhiều cột ha. Thì bản thân cái component zilis nó không có tự nó strong được, tức là cái item nó khá là nhiều, vượt quá cái kích thước của zilis, thì một cái strong nó sẽ được thiết lập luôn. Tuy nhiên bản thân cái zilis này nó không có, thì chúng ta phải dùng cái control gì, dùng cái component gì, strong band ha, strong band chúng ta áp dụng cái zilis này ha, thì nó mới có khả năng là strong được ha. Thì để tạo ra cái component zilis này thì chúng ta tạo ra bằng cách là sử dụng cái constructor mặc định là zilis không có tham số. Constructor thứ hai là zilis có tham số. Tham số đây là một mảng các item, bởi vì cái zilis này á nó hiển thị nhiều item được không? Được ha, cho nên chúng ta đưa vào một mảng các item này kiểu đối tượng, hoặc là zilis chúng ta đưa vào một cái vector. Thì các bạn biết một cái vector nó là một tập hợp. Mà tập hợp thì nó có nhiều item trong đó không? Đó, nhiều item trong đó. Đó, đây là những cái ví dụ. À, ví dụ chúng ta có cái vector này, các bạn thấy không, cái vector này nó có rất là nhiều cái item, có rất là nhiều đối tượng trong cái vector này. Ví dụ đối tượng thứ nhất là Australia, rồi Belgium, Canada, ví dụ vậy. Thì đây chính là những cái item mà khi đó thì cái vector này nó sẽ được đưa vào trong một cái zilis, tức là một cái component để chứa những cái item, hiểu không? Thì cái tập hợp, trong cái tập hợp vector này nó có bao nhiêu item thì cái zilis sẽ hiện bấy nhiêu item ha. Rồi về phương thức thì chúng ta có những cái phương thức như là set, select, mod. Thì cái phương thức này là nó sẽ thiết lập cái mô hình hiển thị dữ liệu. Mô hình này thì cũng có thể như là mô hình nó quy định cái cách mà các cái hạng mục này nó sẽ được hiển thị như thế nào. Ví dụ item nó sẽ được hiển thị như là một item đơn, hoặc là nhiều, hoặc là có thể là gì, khi chúng ta chọn là chúng ta chọn một item, hoặc là khi chúng ta chọn có thể chúng ta chọn nhiều item theo cùng thứ tự hoặc là khác thứ tự ha. Rồi ví dụ các bạn thấy là single selection, ví dụ tôi chọn cái mô hình chọn item bằng cách là single selection, tức là chỉ trong cái zilis này chỉ cho phép chọn một item thôi, được không? Còn nếu mà tôi chọn single interval selection, tức là được chọn nhiều item nhưng mà những item này phải chọn liên tiếp nhau, đúng không? Liên tiếp nhau, hoặc là gì, multiple interval select, tức là cho phép chọn nhiều item nhưng mà theo thứ tự bất kỳ, hiểu không? Chúng ta nhấn phím control chúng ta chọn. Item ở trên là chọn item ở dưới, chọn item ở giữa, vân vân ha. Thì chúng ta chọn cái mô hình lựa chọn ha. Set layout. Set layout. Set layout orientation, tức là chọn cái hướng, cái cách bố trí những cái cell trong cái list. Thì ở đây là nó chọn, ở đây chúng ta có là gì, theo chiều dọc, theo chiều ngang, theo chiều ngang và tự động xuống dọc, theo chiều dọc tự động xuống dọc, đúng không? Set visible row count, tức là phương thức này là cho biết cái số dòng được hiển thị trong cái list. Tức là ví dụ như trong cái component list này tôi có 10 item, hiểu không? Nhưng mà tôi chỉ cho hiện 3 item thôi, còn 7 item còn lại đó các bạn muốn thấy á, thì các bạn phải kéo cái gì strong xuống thì các bạn mới thấy được ha. Tức là đây là cái phương thức set visible row count, tức là cái số item được phép hiển thị, được phép rồi ngoài ra thì nó còn có những cái sự kiện. Nó có một cái đối tượng là list, selection listener, đó là cái đối tượng này luôn luôn lắng nghe các cái hành động của người dùng khi mà họ chọn những cái item. Và cái phương thức là value change này nó sẽ được gọi khi mà người dùng họ thay đổi cái cách chọn item, thay đổi tức là đang chọn item này để chọn item khác, thì cái phương thức này nó sẽ được gọi.
Ngoài ra thì nó còn có những cái phương thức như là clear selection, là xóa tất cả các item được chọn. Get select index, tức là chọn cái vị trí của cái gì, của cái item được chọn. Hoặc là gì, chọn cái gì, cái này là chọn cái phương thức này, tôi đố các bạn là lấy ra cái gì, get select index. Và các bạn thấy index này là số nhiều à, lấy vị trí của item luôn, nhưng mà lấy một vị trí hay nhiều vị trí? Lấy nhiều vị trí đúng không, tại vì nó chứa cái gì, cái kết quả trả về nó là gì, một mảng mà, thấy không, mảng thì có nhiều vị trí. Y select empty ha. Chúng ta qua tiếp cái phương thức này, có nghĩa là trả về true nếu như không có item mà được chọn, hoặc là trả về false nếu có item được chọn. Rồi bây giờ làm sao để đưa những cái item vào trong cái list, thì chúng ta dùng cái phương thức là set list data, chúng ta đưa một mảng item à, hoặc là set select index, tức là chúng ta muốn tự động cho nó chọn một cái item nào đó dựa vào cái vị trí ban đầu à, set select index tức là này là nhiều vị trí ha. Rồi cái list này các bạn, tôi sẽ demo cho các bạn về cái list. Rồi các bạn tạo cho thầy một cái project có tên là MyZList, và nó sẽ có một cái class là MyList. Các bạn tạo thêm một cái class mới là MyList. Các bạn lấy chuột phải vào trong nồi set, các bạn chọn một cái Java class ha. Các bạn đặt tên là giống như là man view, giống như mấy buổi hôm nay chúng ta làm ha. Tạo ra một cái class giao diện. Đó. Rồi cái này là cái class này là một cái C frame ha. Chúng ta kế thừa từ gì? Đó. Chúng ta tạo cái constructor cho nó cực kỳ quan trọng. Rồi rồi chúng ta sẽ gì, tạo tạo một cái component CList đúng không? CList rồi. Tạo một component CList. Ta tạo hai đi, hai component CList. À. Rồi. CList. Component này chứa chuỗi bên trong ha, chứa chuỗi bên trong. Các item của nó là kiểu chuỗi, hiểu không? Đặt tên thứ nhất là list left à. Rồi. Chúng ta có một cái list nữa, tên là right. Sau đó tạo một component nút nhấn. Chúng ta dùng C button.
quyết. Rồi. Chúng ta tạo layout. Tạo layout ha, tạo layout. Kiểu flow layout. Lên rồi. Sau đó chúng ta thiết lập layout cho keyframe. Rồi. Tới đây đi. Này chúng ta ở đây là chúng ta chỉ mới tạo hai component list thôi đúng không? Chúng ta chưa có gán hai tâm vô cho nó đúng không? Rồi. Chúng ta tạo ra các item ha, mà những item ở trong cái list này là kiểu gì? Nó có kiểu gì? À, string. Vì vậy chúng ta tạo ra nhiều cái item dạng string. Item có s, new string. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra những cái item ví dụ như tên quốc gia Việt Nam, Lào. Rồi, 4 item. Rồi bây giờ cái list, list bên trái thiết lập các cái item chúng ta dùng set gì nè. Set list data. Bây giờ chúng ta đưa những item nào này vào trong một cái list, nó tên là lab. À. Rồi, bây giờ này, chúng ta thêm các cái component và keyframe ha. Rồi, bằng cách nào nè, ghép gì? Ghép content, ép cái gì vào? Ép cái list thứ nhất vào, là left. À, cái nút nhấn chúng ta tạo ấy, chúng ta gán cái nút nhấn là cái chữ này đi, ký hiệu này đi, à ký hiệu này nè, hiểu không, cái nút nhấn á, new z button nè, cái nút nhấn á nó sẽ có cái nhãn là cái dấu xì xì nha. À, chút xíu nữa các bạn sẽ biết tại sao làm như vậy ha. À, đúng rồi đó. Rồi sau đó ép cái nút nhấn vào.
Rồi sau đó ép thêm cái gì nữa? Ép cái clip thứ hai vào, đó là cái clip right ha. Rồi sau đó công việc còn lại thì nó đơn giản ha, nó giống như bài trước là sẽ lập kích thước. Hiện lên set default. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta qua hàm main. Qua main chúng ta tạo main view new đó và nó sẽ chạy, lên nhấn F5 chạy. Thì các bạn thấy là chúng ta có được một cái list và có những cái item phía trong được chưa? Nút nhấn này có nghĩa là muốn sao? Đó. Chúng ta không có thấy cái list thứ hai đúng không? Chúng ta không thấy xử lý thứ hai. Ở đây cái list thứ hai nó không hiển thị do nó chưa có dữ liệu ha. Rồi chút xíu chúng ta sẽ có dữ liệu cho nó thì nó sẽ hiện lên thôi nha. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái list và nó chứa các cái item, các bạn thấy chưa? Rồi chút xíu là chúng ta sẽ làm một cái bài tập là chúng ta chọn cái item bên đây và chúng ta nhấn cái nút nhấn này thì cái item ở đây nó sẽ chuyển qua một cái list khác, hiểu không? Đó là cái phần bài tập chút xíu chúng ta sẽ làm ha. Giờ chúng ta qua cái component tiếp theo đi. Chúng ta qua cái phần là combobox. Combobox thì nó cũng giống như delete vậy. Nó không khác gì nhiều ha. Các bạn thế cái chữ delete thành cái chữ z combobox là được. Bởi vì sao? Bởi vì cách tạo nó giống nhau. Cái cách tạo ra cái delete với lại cách tạo z combobox nó chỉ khác nhau cái tên thôi ha. Rồi cách tạo giống nhau. Các bạn thấy nó cũng có 3 connector. Rồi rồi các bạn thấy là muốn add cái cầu bóp thì chúng ta cũng dùng cái phương thức add ha. Rồi thì các bạn thấy cái cách tạo